Kính chào quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng dân số bùng nổ, nhu cầu đi lại tăng mạnh, nhiều hãng công nghệ trên thế giới đang phát triển taxi bay hướng đến thay thế các phương tiện giao thông trên mặt đất để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Các chuyên gia nhận định, triển vọng của thị trường taxi bay là hết sức tiềm năng, có thể đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho ngành hàng không trong thập kỷ tới. Hãng Joby Aviation đã có màn ra mắt taxi bay đầu tiên tại trung tâm thành phố New York, Mỹ, mở ra hy vọng phương tiện này sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai. Chiếc máy bay điện của hãng Joby Aviation đã trở thành chiếc taxi hàng không cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện eVTOL đầu tiên bay trong thành phố New York. Ông Jobin Bevert, nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của công ty cung cấp dịch vụ taxi bay Joby Aviation, tự tin rằng công ty có thể bắt đầu các chuyến bay thương mại trong vòng 2 năm tới. Taxi bay của chúng tôi chạy bằng điện. Chúng tôi có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, chở được một phi công và 4 hành khách, bay với tốc độ tối đa 321 km/h. Công ty Joby Aviation có thể thực hiện chuyến bay thử nghiệm trong khu vực đông dân cư tại thành phố New York nhờ các tiến bộ kỹ thuật cho phép máy bay giảm thiểu tiếng ồn. Tuy nhiên, một lý do khác quan trọng không kém là các chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Thành phố New York thực sự mong muốn phát triển lĩnh vực này. Họ thấy rằng taxi bay sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho giao thông của thành phố, vì chúng yên tĩnh hơn nhiều so với trực thăng. Do vậy có thể cất và hạ cánh ở các khu vực trong thành phố, chuyên chở hành khách nhanh hơn và tiện hơn. Theo Joby, chuyến đi từ sân bay trực thăng Downtown Manhattan đến sân bay quốc tế JFK mất khoảng 7 phút bằng taxi hàng không eVTOL, trong khi di chuyển bằng ô tô trung bình khoảng 49 phút. Chính quyền New York đang nỗ lực tự định vị là thành phố dẫn đầu ngành chở khách bằng đường không sạch sẽ và yên tĩnh trên thế giới. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã công bố kế hoạch điện khí hóa 2 sân bay trực thăng của thành phố nhằm hỗ trợ các hoạt động của eVTOL. Theo đó, sau khi các phương tiện bay eVTOL bắt đầu nhận được chứng nhận FAA vào năm 2025, 2 trong số 3 sân bay nằm ở Manhattan sẽ trở thành sân bay điện khí hóa phục vụ phương tiện taxi bay. Chúng tôi sẽ thiết lập khu cất và hạ cánh đầu tiên tại nước Mỹ dành riêng cho taxi bay. Khu vực này sẽ cấp điện năng và nằm trong sân bay Manhattan. Chúng tôi cũng sẽ tái định vị sân bay Manhattan là trung tâm mới của ngành vận tải bền vững. Các nhà phát triển cho biết, taxi bay sẽ hoạt động theo mô hình của ngành taxi thông thường. Theo đó, hành khách có thể đặt chuyến bay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Ông Florian Reuter, giám đốc điều hành công ty công nghệ Volocopter của Đức cho rằng, trong tương lai, taxi bay điện sẽ ngày càng phổ biến và đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Lúc này, taxi bay có thể sẽ chưa rẻ hơn phương tiện vận tải trên mặt đất. Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai, nó sẽ phù hợp với túi tiền của hầu hết mọi người, chứ không phải số ít người có điều kiện kinh tế. Ngoài ra, do chạy bằng điện nên phương tiện này cũng rất an toàn và yên tĩnh. Chia sẻ quan điểm trên, ông Brett Adcock, đồng sáng lập hãng Archer Aviation, công ty đang phát triển máy bay điện có trụ sở tại California cho rằng, taxi bay sẽ giúp mọi người di chuyển nhanh hơn mà vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay, nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, cũng đang phát triển các phương tiện bay trong đô thị của riêng mình. Trung Quốc đang khuyến khích phát triển eVTOL trong kế hoạch phát triển hàng không bền vững. Máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện eVTOL được coi là phương thức vận tải đô thị trong tương lai đã trở thành tâm điểm chú ý của triển lãm hàng không châu Á 2023 diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày do công ty trách nhiệm hữu hạn triển lãm hàng không Chu Hải và Aerofreier Dresdner của Đức đồng tổ chức. Tổng diện tích triển lãm vào khoảng 40.000 m2 với sự tham dự của hơn 250 công ty trong ngành hàng không và công nghiệp chế tạo thiết bị bay không người lái UAV từ gần 20 quốc gia và khu vực, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Singapore. Triển lãm cho thấy sự phát triển của các phương tiện bay không người lái sử dụng năng lượng điện để di chuyển. Dẫn đầu xu hướng sản xuất các phương tiện này tại Trung Quốc là Yihang, công ty chuyên sản xuất UAV có trụ sở ở Quảng Châu, và Autofly, công ty chuyên về hàng không bền vững có trụ sở tại Thượng Hải. Yihang đã bắt nhịp với xu hướng giao thông đô thị mới, đó là sử dụng phương tiện bay và chạy hoàn toàn bằng điện, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, với chi phí đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ở mức thấp. Trong thế giới đa chiều, phương tiện bay của chúng tôi có thể hoạt động ở tầng không gian thấp một cách hiệu quả. Nhờ đó cải thiện việc di chuyển trong nội thành và giữa các thành phố với nhau.
Đây là các phương tiện bay tự hành hay lái tự động, nên câu hỏi về việc đảm bảo an toàn của hành khách được đặt lên hàng đầu. Tại triển lãm, các nhà sản xuất eVTOL khẳng định an toàn là ưu tiên hàng đầu của họ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào việc thương mại hóa hoàn toàn phương tiện bay của họ trong tương lai. Với tất cả các bộ phận điều khiển, chúng tôi có nhiều hơn một hoặc hai thiết bị dự phòng đã được thiết kế. Do đó, mức độ an toàn của phương tiện eVTOL gần như tương đương với một chiếc máy bay thương mại. Bên cạnh khía cạnh an toàn, khía cạnh về môi trường cũng được các công ty quan tâm, thể hiện trách nhiệm của mình trong việc giảm phát thải carbon của ngành hàng không. Các phương tiện bay eVTOL có thể giảm tác động đến môi trường thông qua điện khí hóa và năng lượng xanh. Bên cạnh lối sống và đi lại thuận tiện, khái niệm xanh và bảo vệ môi trường là quan trọng. Chúng tôi đang theo đuổi sự tiến bộ về mặt kỹ thuật, trong khi vẫn đảm bảo lối sống xanh và bền vững. Trước đó, tại hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ cao hàng năm tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, nhiều mẫu eVTOL cũng được giới thiệu cùng với sự xuất hiện của chiếc đĩa bay có người lái có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng này do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ UFO Thâm Quyến nghiên cứu phát triển và là đĩa bay bằng điện cất hạ cánh thẳng đứng có người lái đầu tiên trên thế giới. Đĩa bay này cũng có thể cất và hạ cánh trên mặt nước, do vậy có thể sử dụng cả trên cạn và dưới nước. Thời gian bay của đĩa bay có người lái có thể đạt 15 phút với độ cao 200m, tốc độ bay ngang tối đa là 50 km/h và có thể chuyển đổi linh hoạt chế độ lái giữa tự động hoặc có người lái. Chiếc đĩa bay này đã nhận được bằng sáng chế toàn cầu và hiện chủ yếu được sử dụng vào mục đích tham quan và biểu diễn quảng cáo. Trung Quốc đã cấp phép cho công ty khởi nghiệp Yihang để vận hành máy bay taxi bay không người lái. Việc Yihang nhận được giấy chứng nhận an toàn đầu tiên trên thế giới cho mẫu máy bay taxi bay không người lái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ hàng không. Nó mở ra cánh cửa cho tiềm năng lớn trong việc phát triển và triển khai các phương tiện bay tự động trong lĩnh vực giao thông hàng không, mở ra khả năng đưa loại hình phương tiện này trở nên phổ biến trong tương lai. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, điện khí hóa là một trong những chiến lược quan trọng để đạt được mục tiêu khí thải carbon bằng không vào năm 2050. Trong đó, việc loại bỏ carbon khỏi các hoạt động lưu thông của xe buýt chiếm khoảng 5% tổng lượng cắt giảm khí thải tích lũy trong ngành giao thông vận tải. Và theo thống kê, cho đến nay, Trung Quốc chiếm hơn 90% số lượng xe buýt và xe tải điện trên thế giới. Nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch đầy tham vọng là 15 thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thâm Quyến, sẽ thay thế toàn bộ phương tiện công cộng bằng xe điện. Dự án huy động nguồn lực từ 8 bộ ngành của Trung Quốc. Những phương tiện công cộng nằm trong kế hoạch thay thế bao gồm xe buýt, taxi, các xe dùng trong dịch vụ vệ sinh, bưu chính, chuyển phát nhanh và hậu cần đô thị. Nhìn chung, kế hoạch này dự kiến sẽ thay thế hơn 600.000 phương tiện công vụ ở 15 thành phố trong vòng 2 năm và xây dựng khoảng 700.000 trạm sạc cùng 7.800 trạm thay pin. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, kế hoạch này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới nổi như sạc thông minh và sạc công suất cao, đồng thời cải thiện công nghệ trong các phương tiện thông minh. Năm 2017, thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% xe buýt chạy bằng điện, thay thế các xe buýt chạy bằng dầu diesel. Từ đó đến nay, nhiều thành phố khác của nước này cũng đã chuyển đổi theo hướng thân thiện với môi trường và đặt ra mục tiêu chuyển đổi toàn bộ hệ thống xe buýt điện trước năm 2025. Đây được xem là bước ngoặt dẫn đầu xu thế toàn cầu. Lúc mới đầu, chúng tôi phải xử lý vấn đề từng bước một. Nhưng giờ đây có thể nói, chúng tôi gần như đã quen thuộc với việc vận hành xe buýt điện về mặt kỹ thuật để đạt được hiệu suất gần như hệ thống xe buýt chạy bằng dầu diesel trước đây. Tất cả không diễn ra trong một đêm. Đó là thành quả nhiều năm hoạch định và lượng lớn công tác cơ sở hạ tầng. Nhưng nó tạo ra khác biệt khổng lồ về mặt ý thức trên toàn cầu. Xe buýt điện mang đến những lợi ích rõ ràng. Đối với các thành phố lớn, những tuyến đường có 4 đến 5 làn, việc sử dụng xe điện giúp giảm tiếng ồn giao thông và khí thải đáng kể. Một nghiên cứu ở World Bank đã chỉ ra khí thải từ xe buýt điện ở Thâm Quyến chỉ bằng 52% so với xe buýt diesel. Phát hiện này dựa trên thực tế là điện lưới địa phương sản xuất ở thành phố Trung Quốc có khoảng 50% được sản xuất từ than đá. Theo đó, các nhà nghiên cứu kết luận việc chuyển đổi sang xe buýt điện sẽ giúp tiết kiệm 194.000 tấn CO2 mỗi năm. Tình trạng ô nhiễm ở các thành phố Trung Quốc và nhận thức của người dân về rủi ro sức khỏe đã thúc đẩy chính quyền ưu tiên chuyển đổi trong giao thông công cộng theo hướng thân thiện với môi trường. Sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ chính phủ và cộng tác chặt chẽ với nhà sản xuất xe BYD từ khi còn non trẻ và hiện nay là gã khổng lồ trong lĩnh vực xe điện đã góp phần lớn vào thành công của Thâm Quyến.
Theo các chuyên gia về xe điện, con đường hướng tới một tương lai không phát thải carbon sẽ là trọng tâm thảo luận của hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, hạn chế về ngân sách và quy hoạch cũng như những khó khăn trong việc tái cơ cấu cơ sở hạ tầng ở các thành phố lâu đời đang là rào cản lớn đối với các quốc gia khác trên thế giới để có thể học hỏi và áp dụng kinh nghiệm của Trung Quốc. Triển lãm hàng không Dubai, Dubai Air Show là triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất ở khu vực Trung Đông, được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ các nhà sản xuất máy bay dân dụng và quân sự hàng đầu trên thế giới. Triển lãm năm nay đã phá vỡ kỷ lục về quy mô triển lãm khổng lồ và số lượng đặt hàng chưa từng có, thắp lên tia hy vọng về sự phục hồi của ngành hàng không toàn cầu. Những hình ảnh của triển lãm quy mô này cũng sẽ khép lại bản tin nhìn ra thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Là triển lãm hàng không lớn nhất và có ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, Dubai Air Show lần thứ 18 quy tụ 1.400 gian triển lãm từ 95 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Đáng chú ý, chỉ riêng khối lượng giao dịch trong 4 ngày đầu tiên đã lên tới con số đáng kinh ngạc, khoảng 98 tỷ đô la Mỹ, vượt qua giá trị tích lũy của lần triển lãm trước đó. Trong đó, Emirates Air dẫn đầu khi đầu tư 58 tỷ đô la Mỹ để mua 110 máy bay chở khách từ cả Boeing và Airbus. Fly Dubai đã đạt được một thỏa thuận đáng chú ý khi mua 30 máy bay trị giá 11 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các hãng hàng không từ các quốc gia khác như Ai Cập, Jordan và Maroc cũng đã ký nhiều thỏa thuận mua bán tại triển lãm. Dù đang phục hồi tích cực, các hãng hàng không lớn vẫn cảnh báo về những rủi ro mà thị trường có thể phải đối mặt như tình hình xung đột ở Trung Đông gây ảnh hưởng tới nhu cầu cũng như bài toán chuyển đổi xanh, giảm mức phát thải carbon trong dài hạn của lĩnh vực này.